Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, năm 2020, kế hoạch vốn đầu tư cơ sở hạ tầng đối với các tiểu dự án thuộc chương trình 30A trên địa bàn Thanh Hóa là 502,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến ngày 25 tháng 8, số nguồn vốn được giải ngân mới đạt 68,8 tỷ đồng, bằng 13,7% kế hoạch. Hiện các địa phương đều đang khẩn trương hoàn thành hồ sơ thủ tục để giải ngân sớm nhất số vốn được giao theo quy định. Theo lãnh đạo các địa phương, do một số văn bản hướng dẫn thi hành luật đầu tư công chậm được ban hành, đặc biệt là hướng dẫn triển khai Nghị định số 68 năm 2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng đã làm ảnh hưởng đến quá trình lập, thẩm định và phê duyệt dự án. Đến hết tháng 8 năm 2020, mới chỉ có 4 trên 23 dự án trong kế hoạch 5 lựa chọn được nhà thầu thi công. Tỷ lệ giải ngân vốn mới đạt 13,7% kế hoạch. Trước thực tế này, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương rà soát, bố trí người có chuyên môn, năng lực để đẩy nhanh tiến độ trong những tháng cuối năm. Đến ngày 4 tháng 9, tất cả các huyện có dự án đã lập kế hoạch giải ngân và cam kết về tỷ lệ giải ngân cụ thể. Huyện Thường Xuân thì hiện nay có 4 dự án, thì trong đó một dự án thì đã triển khai thực hiện đến giờ thì cơ bản là đáp ứng được cái tiến độ, chất lượng. 3 dự án còn lại thì chúng tôi đã hoàn thành được cái bước lựa chọn nhà thầu thiết kế, bản vẽ thi công và dự toán. Dự kiến đến ngày 10 tháng 9 sẽ trình tỉnh để phê duyệt dự án, để tiến tới lựa chọn nhà thầu. Đến 30 tháng 9 sẽ giải ngân xong cái nguồn vốn năm 2019 kéo dài 2020. Còn đến 31 tháng 12 thì sẽ hoàn thành hết cái nguồn vốn của năm 2020. Theo quy định, đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020, nếu không giải ngân theo kế hoạch, nguồn vốn tồn đọng sẽ phải điều chuyển về Trung ương. Điều này không chỉ gây lãng phí nguồn vốn đầu tư mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội và đời sống dân sinh các địa phương có dự án. Trước tình hình sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, ngành thuế Thanh Hóa đang thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, đẩy mạnh các giải pháp quản lý và khai thác tốt các nguồn thu, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2020 ở mức cao nhất. Ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các chính sách thuế, ngành thuế Thanh Hóa đã rà soát theo dõi chặt chẽ tình hình sản xuất kinh doanh, đánh giá mức độ ảnh hưởng đến thu ngân sách, đồng thời chú trọng thực hiện cải cách hành chính, hỗ trợ tạo môi trường kinh doanh minh bạch thuận lợi để doanh nghiệp duy trì hoạt động, từng bước khôi phục sản xuất, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước. Trên địa bàn thành phố Sầm Sơn, chủ yếu doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ mà hoạt động chủ yếu chính là kinh doanh dịch vụ du lịch và thương mại, cho nên nó đã ảnh hưởng trực tiếp và ảnh hưởng rất lớn đến cái hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Sầm Sơn. Đối với các cơ quan quản lý nhà nước thì cũng đã chủ động phối hợp cùng với hiệp hội doanh nghiệp và các doanh nghiệp thực hiện cái nghị định 41 của Chính phủ về giãn hoãn các loại thuế theo quy định. Với nhiều nỗ lực trong triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và quyết liệt thực hiện công tác thu, đến tháng 8 năm 2020, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đạt trên 1.300 tỷ đồng, đạt 58% dự toán tỉnh giao. Dự kiến khả năng thu ngân sách năm 2020 của Thanh Hóa là trên 17.500 tỷ đồng, đạt 93,6% dự toán Bộ Tài chính giao, 89,5% dự toán Ủy ban dân tỉnh giao. Trong bối cảnh nhiều lĩnh vực thu dự báo không đạt dự toán, việc đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tập trung thu nợ thuế, rà soát các khoản thu, khai thác các nguồn thu vãng lai, nguồn thu còn dư địa sẽ là cơ sở quan trọng để Thanh Hóa hoàn thành các chỉ tiêu thu ngân sách năm 2020. Theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, hiện nay các địa phương trong tỉnh Thanh Hóa đang tích cực huy động lực lượng, phương tiện ra quân phát quang cây cối, bụi rậm trên mái đê. Việc làm này sẽ giúp cho công tác tuần tra canh gác đê được chủ động, việc phát hiện và xử lý giờ đầu các sự cố đê điều thuận lợi, hiệu quả hơn. Đến nay, 100% các xã có đê trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đều đã tổ chức ra quân phát quang cây cối rào rậu trên mái đê. Trên cơ sở chỉ tiêu nhiệm vụ tỉnh giao, các huyện đã thống kê, rà soát các tuyến đê và phân giao nhiệm vụ cho các xã. Tại nhiều địa phương, các đơn vị thủy nông còn phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức nạo vét, khơi thông dòng chảy các tuyến kênh mương, đảm bảo việc tưới tiêu trong mùa mưa bão. Chỉ sau gần một tuần ra quân phát quang mái đê, tiến độ chung trên địa bàn toàn tỉnh đã đạt trên 80%. Một số huyện mặc dù có số km đê đi qua địa bàn rất lớn, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của địa phương, công tác phát quang mái đê đã cơ bản hoàn thành. Huyện Thổ Hóa thì là huyện có hệ thống sông ngoài khá dày đặc, với tổng chiều dài đê từ trung ương đến đê địa phương là 102 km. Thực hiện kế hoạch của Ủy ban tỉnh về vấn đề giao chỉ tiêu, huyện Thổ Hóa đã chỉ đạo các xã ra quân đồng loạt, thì đến nay khối lượng đã cơ bản hoàn thành 97%.
số lượng còn lại chúng tôi sẽ cố gắng trong 1-2 ngày tới sẽ hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch giao. Những tuyến đê sau khi được phát quang mái đê trở nên thông thoáng, qua đó việc thực hiện công tác tuần tra canh gác đê trong mùa mưa bão sẽ thuận lợi hơn. Những ẩn họa từ mái đê như sạt trượt, nứt, tổ mối, mạch đùn sẽ được phát hiện và xử lý giờ đầu kịp thời hiệu quả. Sở Y tế Thanh Hóa vừa có công văn gửi các cơ sở kinh doanh sử dụng thuốc trong tỉnh, Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lộc, nhà thầu LG Tân Long Vân Lam về việc xử lý thuốc bài thạch Trường Phúc không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Cụ thể, thuốc viên nén bao phim bài thạch Trường Phúc số đăng ký VG3259019, lô sản xuất 010719, ngày sản xuất 19 tháng 7 năm 2019, hạn dùng 19 tháng 7 năm 2022 do công ty trách nhiệm hữu hạn Dược Thảo Hoàng Thành sản xuất. Mẫu thuốc lấy tại kho thuốc Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lộc, mẫu thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về các chỉ tiêu giới hạn nhiễm khuẩn. Để bảo đảm an toàn cho người sử dụng thuốc, Sở Y tế Thanh Hóa yêu cầu các cơ sở kinh doanh sử dụng thuốc trong tỉnh khẩn trương thu hồi và trả lại nhà cung ứng lô thuốc trên. Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lộc tiến hành thu hồi toàn bộ lô thuốc nêu trên, trả lại cho nhà cung ứng và báo cáo kết quả thu hồi về Cục Quản lý Dược và Sở Y tế Thanh Hóa trước ngày 15 tháng 9 năm 2020. Nhà thầu liên doanh Tân Long Vân Lam trong thời hạn 2 ngày kể từ ngày ký công văn này gửi thông báo thu hồi tới các cơ sở kinh doanh sử dụng thuốc trong tỉnh và tiến hành thu hồi lô thuốc nêu trên trả lại cho nhà cung ứng và báo cáo kết quả thu hồi về Sở Y tế trước ngày 15 tháng 9 năm 2020. Bản tin 18:30 xin được tiếp tục với những thông tin trong nước vừa được chúng tôi cập nhật. Lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương đã kiểm tra phát hiện công ty trách nhiệm hữu hạn May Đăng Linh HD có địa chỉ tại xã Hồng Phong, huyện Thanh Miện đang sản xuất hàng nghìn áo phông giả mạo các thương hiệu nổi tiếng thế giới. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện thu giữ 6.446 chiếc áo phông thành phẩm nhái các thương hiệu nổi tiếng như Adidas, Nike, Lacoste, Gucci và khoảng 2.000 chiếc áo phông bán thành phẩm nhãn hiệu trên. Làm việc với cơ quan chức năng, chủ doanh nghiệp khai nhận các mặt hàng trên sau khi hoàn thiện sẽ được tiêu thụ tại chợ đầu mối Ninh Hiệp và từ đây sẽ được cung cấp ra thị trường. Bộ Công an và Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây sản xuất, phân phối hàng chục tấn phụ tùng xe máy quy mô trên địa bàn thành phố. Tại các địa điểm kiểm tra, tang vật bắt giữ gồm hàng chục tấn thành phẩm là nhông, sên, đĩa, mâm, vành của xe gắn máy thuộc nhiều thương hiệu nổi tiếng trên thị trường. Trị giá thành phẩm thu giữ ước tính hơn 5 tỷ đồng. Đây là vụ triệt phá đường dây làm giả phụ tùng xe máy có quy mô lớn nhất trong khoảng 3 năm trở lại đây. Lực lượng chức năng thành phố Hải Phòng vừa tiêu hủy lô hàng 24 tấn nội tạng, tai, mũi và lưỡi lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi tại nhà máy xử lý chất thải Minh Tân, huyện Thủy Nguyên. Lô hàng này thuộc sở hữu của vợ chồng ông Lê Xuân Điều và bà Nguyễn Thị Huyền, trú ở phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, bị lực lượng chức năng phát hiện ngày 13 tháng 8 tại phường Máy Trai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Trong đó có 20 tấn nội tạng lợn, bóng lợn và khoảng 4 tấn lưỡi lợn được đóng trong các bao dứa và thùng xốp, có 2/3 mẫu dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Tại thời điểm kiểm tra, chủ lô hàng không xuất trình được giấy tờ nào khác chứng minh nguồn gốc hàng hóa nói trên. Tại km 57+800, đường quốc lộ 8A thuộc thôn An Xú, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Công an xã Sơn Kim 1 phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo bắt giữ xe máy do Nguyễn Thị Sen, trú tại thôn Nam Phú, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh điều khiển, vận chuyển 15 cá thể rùa còn sống, nặng khoảng 12 kg, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản sự việc, bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an huyện Hương Sơn. Tại Công an huyện Hương Sơn, bước đầu Nguyễn Thị Sen khai nhận số cá thể rùa nói trên do Sen mua của một người dân ở khu vực xã Sơn Kim 1 để mang về thành phố Hà Tĩnh tiêu thụ. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật. Công an thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đã xác định được tài xế dùng súng đe dọa người lái xe tải vì xảy ra mâu thuẫn khi tham gia giao thông là Nguyễn Văn Sướng, 52 tuổi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ bảo vệ Hàm Long, có địa chỉ tại đường Hai Bà Trưng, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh. Tại nhà Nguyễn Văn Sướng, cơ quan công an xác định xe ô tô màu đen hiệu Fortuner mang biển kiểm soát 99A30630 là chiếc xe Sướng đã sử dụng như trong clip được cư dân mạng chia sẻ, đồng thời thu giữ một khẩu súng, 2 viên đạn cao su và 1 viên đạn hơi cay. Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Sướng khai nhận sử dụng khẩu súng khi mâu thuẫn trong quá trình tham gia giao thông với phương tiện xe tải. Trước đó, mạng xã hội xôn xao bức xúc trước vụ việc một người đàn ông rút súng đe dọa người đi đường đoạn qua địa phận Cầu Ngà, thành phố Bắc Ninh. Quý vị và các bạn có thể xem lại bản tin 18:30 tại địa chỉ website truyền hình thanhhoa.vn. Thông tin phản ánh của quý vị và các bạn xin gửi về chương trình theo địa chỉ
bản tin 18h30 ttva@gmail.com hoặc số điện thoại đường dây nóng 0888253636. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin 18h30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại.